Audio Jungle. Audio Jungle. Tác dụng chữa bệnh thần kỳ của cây thù lù mà ít ai biết đến. Cây thù lù hay còn gọi với tên khác là cây tầm bóp, cây lồng đèn tên khoa học là Phyllis anhlataea, thuộc họ cà Solanaceae, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Cây mọc hoang khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang hay ven đường làng quê. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín có màu hơi đỏ, bao trùm bên ngoài như cái túi, bên trong chứa nhiều hạt. Đây là loại cây thảo mọc quanh năm, cao từ 50 đến 90 cm, phân nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống. Lá mọc so le, hình bầu dục. Hoa mọc đơn độc, có cuống mảnh, dài khoảng 1 cm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín có màu hơi đỏ, bao trùm bên ngoài như cái túi, bên trong chứa nhiều hạt. Bộ phận sử dụng làm thuốc là toàn cây. Toàn cây tầm bóp có vị đắng, tính mát, không độc. Có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khư đàm chỉ khái, nhuyễn liên tán kết. Theo đông y, thù lù cạnh được gọi là cẩm đăng lông, có vị ngọt, tính bình. Có tác dụng lợi tiểu, giải nhiệt, giải độc, tiêu đờm, làm êm dịu cổ họng, trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đậu, trái dạ, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm, liều dùng 15-30g cành mang. Hoa lá khô, tươi 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Cây tươi giã đắp trị tràm, eczema, trị cảm cúm, sốt do siêu vi, sốt xuất huyết, sởi, ban hồng, trái dạ, tay chân miệng. 50-100g cành mang hoa, lá, trái tươi, rửa sạch, giã nát chế nước sôi vào hãm 20 phút để uống ngày 2-3 lần, trong 3 ngày liền. Trị bệnh ngoài da, trị nhọt vú, đinh độc, đau bìu ở nam giới. Dùng 40-80g cây tươi giã vắt lấy nước cốt uống, bã thì dùng đắp, hoặc nấu nước để rửa. Cây tươi nấu nước tắm cho trẻ em để trị rôm sảy khá hiệu quả. Tốt cho dạ dày, do đó ngoài việc dùng tầm bóp làm thuốc chữa bệnh, người ta còn dùng thứ cây này như một vị rau ăn hàng ngày. Rau tầm bóp ăn hơi đắng nhưng thanh mát dễ ăn. Lẩu rau tầm bóp cũng là một món ngon, lạ chúng ta nên thưởng thức. Cảm mạo, khi gặp cảm mạo với triệu chứng yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, phiền nhiệt, nôn nước lấy 20-40g tầm bóp khô sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần uống. Cảm mạo, khi gặp cảm mạo với triệu chứng yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, phiền nhiệt, nôn nước lấy 20-40g tầm bóp khô sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần uống. Ho có đờm, quả tầm bóp 30-40g sắc nước uống nhiều lần trong ngày. Thủy thủng, quả tầm bóp 40-60g sắc nước uống nhiều lần trong ngày.